kênh YouTube của Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Belarus cảnh báo Ukraine đang ép Nga dùng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko coi việc Ukraine xâm phạm lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga giống như nỗ lực nhằm ép buộc Moscow phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh Russia One hôm 18 tháng 8, ông Lukashenko cảnh báo vụ đột kích của quân Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã gây ra những rủi ro to lớn đối với an ninh toàn cầu. Nhà lãnh đạo Belarus cáo buộc cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất của các lực lượng Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát là chiến dịch quảng bá đối với cả Ukraine và các đồng minh phương Tây. Mối nguy hiểm, dạng leo thang này từ phía Ukraine là một nỗ lực đẩy Nga vào các hành động bất đối xứng, ví dụ như sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Lukashenko cho biết, đồng thời khuyến cáo động thái như vậy sẽ gây tổn hại không thể cứu vãn đến hình ảnh của Ukraine trên toàn cầu. Theo Sputnik, ông Lukashenko cũng bình luận về các tuyên bố của giới chức Ukraine về việc vụ đột kích Kursk nhằm mục đích cải thiện vị thế ngoại giao của Kiev trong đàm phán với Nga. Tổng thống nước đồng minh then chốt của Nga cho rằng kế hoạch này mang tính kinh điển nhưng không hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống lại một đế chế lớn, thậm chí còn chưa bắt đầu chiến đấu nghiêm túc. Ông tin tưởng quân Nga sẽ đẩy lùi mọi binh lính Kiev ra khỏi vùng Kursk. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga nêu rõ, nước này chỉ triển khai kho vũ khí nguyên tử để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga hoặc các đồng minh của mình. Và trong trường hợp xảy ra tấn công xâm lược Nga bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định Moscow không cần sử dụng đến vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine. Moscow cũng cảnh báo có thể thay đổi học thuyết hạt nhân của mình, nhưng lưu ý bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ nhằm đáp trả những gì họ coi là động thái leo thang của NATO. Tổng thống Ukraine lần đầu tiên nói rõ về mục đích xâm nhập lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc xâm nhập của quân đội nước này vào vùng Kursk của Nga nhằm tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Moscow. Theo The Guardian, đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky nêu rõ mục đích của chiến dịch đột kích xuyên biên giới và xâm nhập lãnh thổ Nga của Ukraine hôm mùng 6 tháng 8. Trước đó, nhà lãnh đạo này cho biết đó là hành động để bảo vệ các cộng đồng ở khu vực Sumy, giáp biên giới khỏi các cuộc pháo kích liên tục. Trong bài phát biểu hàng đêm tối ngày 18 tháng 8, người đứng đầu Ukraine nói, nhiệm vụ chính của chúng ta hiện nay trong các hoạt động phòng thủ, nói chung là phá hủy càng nhiều tiềm lực của Nga càng tốt và tiến hành phản công. Điều này bao gồm việc tạo lập một vùng đệm ở lãnh thổ Nga, chiến dịch của chúng ta ở vùng Kursk. Về việc tạo lập vùng đệm ở Kursk, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã đạt được những kết quả tốt và rất cần thiết. Trước đó, Kiev đề cập rất ít tới mục tiêu của việc tiến vào lãnh thổ Nga bằng xe tăng và xe bọc thép. Cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine là cuộc tấn công lớn nhất mà Nga trải qua kể từ Thế chiến thứ hai. Nó khiến Điện Kremlin bất ngờ và làm hàng nghìn người Nga ở khu vực biên giới phải rời bỏ nhà cửa. Binh sĩ Ukraine đã tiến sâu vào vùng Kursk từ nhiều hướng mà không vấp phải sự kháng cự lớn nào. Tuần trước, Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Oleksandr Sysky, tuyên bố quân đội Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.000 km2 ở Kursk. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa thể xác minh độc lập. Tối qua, Tổng thống Zelensky cũng chỉ ra rằng Anh, Mỹ, Pháp thiếu hỗ trợ Ukraine, không có ngày nghỉ trong xung đột. Chúng ta cần những quyết định. Ukraine cần những gói viện trợ đã được cam kết. Tôi đặc biệt đề cập tới Anh, Mỹ và Pháp. Bộ Quốc phòng Nga hôm 18 tháng 8 cho biết, nước này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng tiền tuyến Svyrydonivka ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine và tiến gần trung tâm quân sự Pokrovsk. Theo TASS và CNN, làng Svyrydonivka cách thành phố Pokrovsk của Ukraine khoảng 15 km. Dù Pokrovsk không phải là một thành phố lớn, chỉ có 60.000 dân sinh sống trước khi xung đột xảy ra, nhưng nơi đây đóng vai trò là một trung tâm quân sự quan trọng ở đông Ukraine, nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng tới Krosti-Antinivka, một trung tâm quân sự khác. Quân đội Ukraine sử dụng con đường nối liền hai nơi để tiếp tế cho tiền tuyến và sơ tán binh sĩ bị thương về phía Dnipro. Các lực lượng Nga kiểm soát Svyrydonivka trong bối cảnh họ đang tiến nhanh về Pokrovsk. Người đứng đầu cơ quan quân sự thành phố Pokrovsk, Serhiy Dobrykh, trước đó đã thúc giục người dân ở đó sơ tán ngay lập tức. Kẻ thù đang nhanh chóng tiếp cận ngoại ô Pokrovsk, chỉ còn cách khoảng 10 km và tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn. Cảnh báo của ông Dobryak là bằng chứng cho thấy Moscow vẫn chưa giảm bớt các cuộc tấn công vào những vùng khác của Ukraine, bất chấp việc Ukraine đột kích xuyên biên giới và xâm nhập vào vùng Kursk của Nga thành công. Cuộc đột kích của Ukraine là một diễn biến quan trọng
sau 2,5 năm xung đột giữa nước này với Nga. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga kể từ khi thực hiện cuộc đột kích bất ngờ cách đây nửa tháng, buộc hàng chục nghìn người Nga phải rời bỏ nhà cửa. Bộ Ngoại giao Nga ngày 16 tháng 8 cho biết Ukraine đã sử dụng rocket của phương Tây lần đầu tiên để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Sêm ở vùng Kursk. Các quan chức Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga khoảng 35 km và vẫn đang tiến lên từ 1 đến 3 km ở một số khu vực. Trong nhiều tháng qua, Nga đã kéo giãn tuyến phòng thủ của Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến, cố gắng giành quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine càng nhiều càng tốt trước khi các tân binh của Kiev và lô vũ khí mới của phương Tây xuất hiện trên chiến trường. Việc quân Nga ngày càng tiến gần về phía Bobrod đã khiến Ukraine và các đồng minh lo lắng. Nếu Nga giành được thành phố này, thì Moscow sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ các khu vực Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Sĩ quan Serhiy Sehotsky thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 59 của Ukraine cho biết cuộc đột kích của Ukraine vào vùng Kursk không làm giảm các cuộc tấn công của Nga ở vùng Donetsk. Ông cho biết các nỗ lực tiến công của Nga không dừng lại một phút nào và các trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra suốt ngày đêm. Không quân Ukraine vừa công bố một video ghi lại cảnh phá hủy cây cầu thứ hai ở vùng Kursk của Nga. Cây cầu bị phá thủng nằm ở làng Zvanoe, bắc qua sông Sêm. Theo Pravda, hồi đầu tuần này, một cây cầu khác bắc qua sông Sêm ở gần làng Klusovo cũng bị quân đội Ukraine đánh sập. Chỉ huy không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleschak hôm nay 18 tháng 8 cho biết, mặt trận Kursk trừ một cây cầu nữa, không quân tiếp tục tước đoạt khả năng hậu cần của quân Nga bằng các cuộc không kích chính xác. Điều này ảnh hưởng lớn tới tiến trình của các cuộc giao tranh. Việc Ukraine phá hủy cơ sở hạ tầng tại Kursk được cho là nhằm cản trở tuyến tiếp tế hoặc tiếp viện của Nga. Theo các sĩ quan quân đội Nga, hiện chỉ còn một cây cầu bắc qua sông Sêm ở làng Karik thuộc Kursk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW, cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã tạo ra áp lực trên toàn tiền tuyến đối với quân Nga. Nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ này nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc chắn sẽ cố gắng giành lại khu vực lãnh thổ này và điều đó sẽ đòi hỏi nhiều nhân lực và thiết bị hơn từ những nơi khác của mặt trận. Theo đó, về lâu dài ông Putin sẽ buộc phải đưa ra quyết định về việc dành nhiều nguồn lực hơn cho đường biên giới quốc tế của Nga và Ukraine, áp đặt các hạn chế với kế hoạch trên toàn khu vực chiến đấu. ESW cho biết, cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk và ưu tiên cao của Nga trong việc duy trì nhịp độ tấn công ở Donetsk có thể sẽ gây sức ép lớn hơn đối với lực lượng tác chiến dự bị còn lại của Nga và bắt đầu tác động lên khả năng duy trì các cuộc tấn công dứt quán của Nga trên khắp chiến trường. Việc Nga tái triển khai thêm quân tới Kursk sẽ làm suy yếu thêm khả năng duy trì các hoạt động tấn công của Nga ở đông và đông bắc Ukraine. Quân đội Nga đã tái triển khai 11 tiểu đoàn trong vùng Kursk và 4 nhóm lực lượng từ nơi khác.